Diễn viên Lê Khánh sinh con trai đầu lòng ở tuổi 37. Trên trang cá nhân của mình, diễn viên Lê Khánh đã chia sẻ hình ảnh của mình trong khoảnh khắc chào đón con trai đầu lòng tại bệnh viện. Cô viết: "Sau bao ngày mong chờ thì gia đình cũng đã được gặp con, thiên thần nhỏ của cả nhà. Khánh xin được cảm ơn những lời chúc, sự quan tâm của những người yêu thương đã dành cho mẹ con Khánh." Rất nhiều đồng nghiệp của Lê Khánh trong giới giải trí như Lương Thế Thành Thanh Thảo, Ốc Thanh Vân, Tiến Luật đã gửi lời chúc mừng nữ diễn viên Mẹ Tròn Con Vuông. Chồng của diễn viên Lê Khánh, Tuấn Khải cho biết, ban đầu vợ anh dự định sẽ sinh thường, nhưng do sức khỏe không cho phép nên bác sĩ yêu cầu cô sinh mổ vào ngày 6 tháng 10. Sau khi sinh, Lê Khánh khá mệt và bị đau, cô phải tập đi lại và giữ gìn vết mổ cẩn thận. Hiện tại thì sức khỏe của Lê Khánh đã ổn định. Tuấn Khải tiết lộ, con trai anh nặng 3,35 kg và có tên là Nguyễn Tuấn Khang. Vợ chồng tôi đều có cái tên bắt đầu bằng chữ K, nên cũng muốn con trai có tên giống với bố mẹ, vì vậy cả hai đặt tên cho con là Khang. Nói về cảm xúc của mình khi đón con đầu lòng, Tuấn Khải cho hay, cũng giống như bao cặp cha mẹ khác. Khi đó cảm xúc của tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng, rất háo hức chờ đợi và mong đến ngày được gặp con. Lê Khánh từng chia sẻ, chồng cô rất quan tâm và chăm lo cho vợ khi mình mang thai. Nói về điều này Tuấn Khải cho hay: "Vợ chồng tôi đã quen nhau lâu rồi mới cưới. Tới giờ sinh em bé thì cũng gắn kết được với nhau 17 năm. Khi có con hay không thì vợ chồng cũng hay chăm sóc nhau. Cặp đôi nào yêu thương nhau cũng làm vậy thôi. Khánh cũng là phụ nữ, cũng thích được cưng chiều. Tôi thấy điều này hợp lý nên sẵn sàng đáp ứng. Thời gian này cũng hơi cực một xíu vì Khánh mới sinh." Đôi khi cô ấy nhõng nhẽo đòi hỏi hơn một chút, nhưng mình hiểu được tâm lý thì nên chiều chuộng thêm một chút cũng không sao cả. Bởi vì người mẹ mang nặng đẻ đau rồi, chăm con rất mệt. Nếu không nhận được sự quan tâm của người chồng thì sẽ rất tội nghiệp. Tôi nghĩ ai làm chồng, làm cha mà thương vợ, thương con mình thì những điều đó cũng hết sức đơn giản không có gì khó. Tuấn Khải cho hay, trong thời gian mang bầu, Lê Khánh không thể đi diễn, phải ở nhà dưỡng thai kỹ càng hơn vì tuổi đã lớn không đi diễn được. Cô ấy rất nhớ nghề. Đôi khi Khánh cũng muốn đi lên xem sân khấu cho mình diễn, hoặc muốn đi làm gì đó nhưng bác sĩ không cho phép, vì tuổi đã lớn nên phải cẩn thận hơn. Tôi làm việc ít hơn Khánh, nhưng nhiều khi vì lý do nào đó mà không đi diễn được, tôi còn thấy rất nhớ nghề, chứ huống chi là Khánh. Mong rằng hai mẹ con khỏe mạnh để cô ấy sớm quay lại với công việc. Vợ chồng Lê Khánh kết hôn vào năm 2014 sau 10 năm yêu nhau. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ khi học chung trường sân khấu điện ảnh. Tuấn Khải cũng là một diễn viên tại sân khấu kịch Edicap. Anh từng khẳng định vợ chồng làm chung nghề, cùng sân khấu là thuận lợi vì hỗ trợ nhau trong nhiều công việc. Lê Khánh là diễn viên kịch điện ảnh nổi bật ở miền Nam. Tên tuổi của cô gắn liền với nhiều vở kịch tại sân khấu Edicap như Xét thủ hai mảnh, Lẩu trăng. Cô được khán giả yêu thích qua hàng loạt phim điện ảnh và phim truyền hình như Cô dâu đại chiến mồi ngò gai dù gió có thổi